Thường làm ở Digitech thì gần được 19 năm rồi đó. Từ lúc mình mới ra trường đến giờ. Ở Digitech thì Thường đã trải qua các công việc, vị trí công việc khác nhau, ở những cái phòng ban khác nhau. Thì Thường nhận thấy là ở Digitech Thường luôn có cơ hội để học tập và phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp. Và đó là lý do Thường gắn bó đến công ty đến thời điểm hiện tại. Thanh xuân như một tách trà, vào Digitech tách trà còn nguyên.